Vâng, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của Trợ Đức Ô tô Cũ Hải Dương. Thì buổi sáng ngày hôm nay, bên em vừa về một mẫu xe Ford Escape sản xuất 2004, tên tư nhân biển Bắc Giang. Và bên em đang chào bán với giá là 140 triệu đồng. Anh chị và các bạn có nhu cầu mua ô tô cũ thì hãy liên hệ trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0975 567089. Và sau đây em sẽ quay tổng thành chi tiết bên ngoài chiếc Ford Escape này. Trước màn hình anh chị và các bạn, đây là một chiếc Ford Escape số tự động, động cơ 3.0, gầm cao máy thoáng các bác nhé. Xe này thì đi vượt đèo lội suối thì cực kỳ ok luôn. Giá thì cực kỳ yêu, chỉ có 140 triệu đồng thôi là em sẽ bao rút hồ sơ cho anh chị và bạn trên toàn quốc. Một bộ la răng rất là đẹp, lốp mới cả dàn luôn các bác ạ. Chủ nhân là vừa thay lốp mới cả dàn luôn. Nên anh chị và các bạn mua và chúng ta đi sau khi phải nửa năm nữa chúng ta mới thay lốp Michelin. Lốp Michelin nha các bác nhé. 2004 là form cuối cùng. Form cuối cùng của 2004 các bạn. Giá 140 triệu đồng cho anh chị và các bạn một chiếc gầm cao máy thoáng 2004 nhé, sản xuất 2004. Xe thì được độ chủ nhân độ rất nhiều đồ chơi, màn hình cam lùi đầy đủ hết, định vị giá cực kỳ đáng yêu luôn. 140 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc Ford Escape sản xuất 2004, lốp mới cả dàn, số tự động. Xe cực đẹp các bác nhé. Xe cực đẹp luôn. Ford Escape 2004. Giá chỉ có 140 triệu đồng thôi. Anh chị và các bạn xem video lần đầu của em thì hãy để lại cho một lượt like, một lượt chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới bên em đang về theo ngày tháng. Nhớ bấm. Form dáng cực đẹp luôn. Ford Escape sản xuất 2004, tên tư nhân biển Bắc Giang. Giá chỉ 140 triệu đồng thôi. Gầm cao máy thoáng. Bác chủ bác ấy mới thay, coi như là một dàn lốp mới các bạn. Đấy. Nên là chị và bạn mua về là cực kỳ yên tâm luôn. Về là chúng ta không phải làm gì cả. Nội thất thì bác chủ nhân bác độ nên thì kinh khủng, cực đẹp luôn. Cam kết anh chị và các bạn nhé, mua chiếc Ford Escape 2004 này là anh chị về là không phải làm một bất cứ một cái gì cả, không mất 1.000 nào luôn. Đấy, không phải làm một cái gì cả mà chúng ta chỉ việc đổ xăng thôi. Đây, đèn đó mà cực kỳ sáng luôn, sáng choang luôn các bạn. Đấy, sáng choang luôn các bác nhé. Đây này các bác này, nhìn này, lốp này em nói em khẳng định luôn các bác à, lốp mới cả dàn luôn. Bác chủ nhân bác ấy vừa thay lốp mới cả dàn. Đây, em quay cái lốp sau đây các bác này. Đấy, lốp đằng sau nó khoảng tầm 85%. Đấy, đây là phần nội thất bên trong của chiếc Ford Escape. Chủ nhân vừa độ lên các bạn, cực đẹp luôn. À, ghế này để ngồi cho mát các bác nhé. Đây nhé. Đấy, cực đẹp luôn. Đây nè các bác ơi, vô lăng này. Vô lăng cực đẹp các bác nhé. Xe thì được trang bị hai túi khí anh chị các bạn ạ. Đấy, số tự động đây. Số tự động. À, số tay, số tự động trên vô lăng.
Đấy, xe nội thất cực đẹp luôn. Đấy, xe được trang bị hai túi khí. Đấy, hành tay các bạn. Hành tay vẫn còn chưa mòn này các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn màn phanh của côn chưa? Đấy. Xe cực kỳ đẹp nhá. Giá 140 triệu đồng cho anh chị và các bạn một chiếc Ford Escape sản xuất 2004. Em sẽ bao rút hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc. Đấy. Xe cực đẹp luôn. Bác chủ nhân bác ấy độ lên một bộ ghế da cực đẹp. Đấy. Tôn vỏ là cực kỳ mỏng luôn các bác nhá. Tôn vỏ cực kỳ mỏng luôn. Em khẳng định luôn. Tôn vỏ này cực kỳ mỏng, dính luôn. Mỏng dính luôn. Đấy. Chiếc này thì bác chủ nhân bác còn vẫn còn quên thuốc lá ở đây. Và số 5 này. Đấy. Chiếc này anh chị và các bạn đã mua về là không phải mất 1.000 gì cả. Không mất 1.000 nào làm cái xe cả. Xe bác chủ nhân bác ấy đã độ lên quá nhiều đồ chơi. Đấy. Đây nhá các bác nhá. Đấy. Chiếc này thì cực kỳ rộng rãi luôn. Đây. Đấy. Xe cực đẹp luôn. Chiếc này thì anh chị và các bạn đi. Chiếc này thì đi được 5 người lớn và 4 trẻ nhỏ. Đây, tôn vỏ cực kỳ mỏng luôn. Đấy, khẳng định các bác như thế. Không một lỗ nhỏ nào luôn. Đẹp luôn. Keo chỉ không mất một phần nào các bác nhé. Đấy. Giá cực kỳ đáng yêu. 140 triệu đồng và chúng ta sở hữu ngay một chiếc Ford Escape sản xuất 2004. Form cuối cùng của đời 2004 các bạn. Đấy. Tôn vỏ là cực kỳ mỏng luôn. Động cơ 3.0. Anh chị và các bạn là mua về là vượt đèo lội suối cực kỳ ok. Đấy. Riêng cái dòng Ford Escape này, xe của Mỹ thì là tính năng an toàn rất là cao mà rất là khỏe. Đấy. Xe cực đẹp nha các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Em khẳng định cùng đời không có chiếc nào đẹp hơn. Thứ hai đâu. Đây. Lốp đằng trước là mới cứng luôn cả dàn. Lốp đằng sau thì cũng khoảng tầm 85%. Đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2019. Anh chị và các bạn là mua về là chúng ta không phải mất chi phí gì cả mà chúng ta chỉ việc đổ xăng thôi. Đây. Xe cực kỳ đẹp luôn nhá các bác nhá. Đây. Em rút cái chìa khóa là ra này ạ. Xe mới về nên là em cũng chưa nắm được hết cái phần mở đi cốp này thì anh chị các bạn đến đây xem xe đi trước thì em cốp này chúng xem xe cực kỳ êm ái nha các bác nhé, nổ cực kỳ êm ái luôn. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Ford Escape sản xuất 2004. Một động cơ cực kỳ mạnh mẽ luôn. Máy 3.0. Vượt đèo lội suối cực kỳ ok các bác nhé. Và cam kết anh chị và các bạn là chiếc xe Ford Escape này không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, anh chị và các bạn đã mua về là chúng ta sử dụng ngay. Không mất 1.000 nào nhá, không mất
phải chi phí gì cả. Đây, máy cũng đang nổ. Em vừa mua về xong và quay cho anh chị vừa và các bạn xem luôn. Đấy, kỳ đẹp luôn. Đấy, đây là quang động cơ của chiếc coi kia. Động cơ rất là mạnh mẽ, rất là khỏe khoắn. Đấy, động cơ 3.0 số tự động. Đấy, anh chị và các bạn có nhu cầu xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Và sau đây em sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video lần sau.